Xin chào cả nhà, hôm nay Liên đại diện cho cộng đồng IBS cùng với nhà mình sẽ đọc cái cuốn sách Dinh dưỡng học bị thất truyền đẩy lùi bệnh tật của giáo sư tiến sĩ Vương Đào ha. Và giống như bao nhiêu lần khác thì chúng ta vẫn có một câu nói hãy để tri thức chỉ đường cho cuộc sống. Và cái tri thức này không chỉ có mỗi chỉ cho chúng ta về cái dinh dưỡng và về sức khỏe đâu, mà tri thức dẫn lối cho chúng ta trong tất cả mọi lĩnh vực. Cho nên là chúng ta phải tăng cường nó hàng ngày ha. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng ở trang 131 chương số 7 Đông y, Tây y, dinh dưỡng học và y dinh dưỡng. Mình mở trang số 131 ha. Chương 7 Đông y, Tây y, dinh dưỡng học, y học dinh dưỡng. Phần này á đại diện cho quan điểm cá nhân của bác sĩ thôi. Đưa ra để bạn thảo luận và suy ngẫm. Chứ phần này là phần khó hiểu nhất trong cuốn sách cả nhà. Không hiểu cũng không sao, không ảnh hưởng đến việc lý giải các kiến thức phía sau của bạn. Có một thời gian trên mạng bàn tán xôn xao về việc có nên loại bỏ Đông y hay không, khiến các lãnh đạo ngành y á phải đứng lên để bảo vệ Đông y. Thật ra nhìn vào lịch sử Trung Quốc, kể từ khi có sự du nhập của Tây y, chủ đề loại bỏ Đông y đã được đưa ra rất là nhiều lần. Đông y cũng khá ngoan cường đến giờ vẫn còn xuất hiện khắp nơi. Tầm ảnh hưởng vẫn rất lớn, nhất là ở các vùng nông thôn rộng lớn. Dựa vào đâu mà đòi loại bỏ Đông y? Có người bảo Đông y không khoa học, có người bảo Đông y lừa bịp, cũng có người bảo ấy là thứ y học cũ kỹ và lạc hậu. Tôi tiếp xúc với y học đã hơn 20 năm, chủ yếu học về Tây y. Tôi học từ hồi đại học, sau đó học thạc sĩ, tiến sĩ, học Tây y nhiều năm như vậy. Trong quá trình này cũng đọc qua một số kiến thức đông y và có những hiểu biết nhất định về nó. Theo nền tảng kiến thức của tôi và những nhận thức về hai hệ thống tri thức to lớn này, tôi có thể không hề do dự và tràn đầy lòng kính cẩn mà nói với bạn rằng sự uyên thâm của đông y là thứ xa vời mà thế hệ chúng ta không thể nào mang ra chỉ trỏ bình luận được. Chúng ta không có đủ tư cách. Bản thân tôi bây giờ cũng đang bán trời không văn tự mà vẫn là có nghĩa là đông y là một cái nền mà giống như là một cái sự uyên thâm mà những người mà bình thường không thể nào cảm nhận được tới nó đó ha. Đông y là một môn khoa học cảnh giới rất cao, trong đó tập trung rất là nhiều ngành khoa học như y học, triết học, thiên văn học, động vật học, thực vật học, tâm lý học đó. Sự hiểu biết của nó về tự nhiên, về cơ thể người đã đạt tới tầm đạo. Cái chữ đạo rất quen thuộc với người Trung Quốc, còn có rất nhiều lời tán dương như là triêu văn đạo, dịch tự khả dĩ, nghĩa là sáng hiểu được đạo, tối chết cũng bằng lòng. Chứng tỏ đạo rất cao thâm, không dễ gì hiểu được. Tôi cho rằng cống hiến to lớn nhất của dân tộc Trung Hoa dành cho toàn nhân loại chính là chữ đạo này. Bởi sự xuất hiện của nó mang đến cho con người một khái niệm, đó là suy ngẫm hay làm việc đều phải giữ đạo. Ví dụ một năm có xuân hạ thu đông bốn mùa, thì chính sự thể hiện đạo của tự nhiên được gọi là đại đạo. Nó không dịch chuyển theo ý chí của con người. Nó sẽ không vì bạn mong muốn mùa đông năm nay tuyết rơi nhiều một chút mà cho tuyết rơi thêm, cũng không vì bạn ước ao mùa hè nóng nực nhanh chóng qua đi mà đại đạo rút ngắn mùa hè lại một chút. Vậy nên đại đạo là tuyệt đối tồn tại và vận hành độc lập ha. Cái đông y cũng vậy đó, tuyệt đối và tồn tại, vận hành độc lập. Đứng trước đại đạo, con người không thể đặt điều kiện, không có quyền ngôn luận và quyền quyết sách, chỉ có phục tùng và thích ứng vô điều kiện. Đối với đông y ha, không phải là thứ cùng trong cùng một cảnh giới. Ngay đến bản thân con người cũng là sản vật của đại đạo. Chúng ta vẫn thường bảo thân thể mình là do cha mẹ cho. Câu nói này không hợp lý, bạn thử nghĩ xem.
Cha mẹ bạn học được cách tạo ra thứ đồ phức tạp như thế từ lúc nào vậy? Chúng ta là một thứ đồ rất phức tạp ha. Đóng một cái ghế hay một cái bộ đồ còn được, giỏi hơn chút nữa thì chế tạo máy bay tàu ngầm. Cha mẹ bạn đâu có biết tạo ra cơ thể của bạn. Ừ. Làm sao mà biết là trên tay phải mọc ra 5 ngón mới được? Mà ngón cái là chỉ chia làm 2 đốt, 4 ngón còn lại thì chia thành 3 đốt. Cha mẹ bạn sao biết được 2 lỗ mũi thì hợp lý hơn là 3 lỗ mũi? Nói đến đây chúng ta cũng có thể cho rằng cơ thể chúng ta là thứ trời sinh, tất cả đều do ông trời đã sắp đặt sẵn. Cha mẹ chỉ châm đuốc bóp cò súng thôi, làm nghi thức khởi động thế thôi, bạn có thấy thế không? Chứ đâu phải cha mẹ cho. Đó, Đông y của Trung Quốc đã nhận thức được đến tầm cao này, cũng chính là tầm cao của đạo. Hơn nữa còn gọi là đại đạo, hả? Có nghĩa là độc lập, không ai ảnh hưởng gì được á. Đưa nguyên tắc bảo vệ sức khỏe, trời người hợp nhất. Tôi khuyên tất cả người Trung Quốc đều nên đọc đi đọc lại cuốn sách. Một là Hoàng đế Nội Kinh, gọi tắt là Nội Kinh, cuốn còn lại là Đạo Đức Kinh. Nội Kinh không chỉ dành cho người học Đông y, mà dành cho tất cả những ai muốn được khỏe mạnh. Tôi cho rằng đọc hiểu được Đạo Đức Kinh có thể giúp cho chúng ta cứu vớt thế giới này, thậm chí còn thấy không đọc Đạo Đức Kinh thì không thể coi là người Trung Quốc đích thực. Mặc dù bạn có quốc tịch Trung Quốc, có chứng minh nhân dân trong thân thể chảy dòng máu của dân tộc Trung Hoa, nhưng bạn không có cảnh giới và tầm cao tư duy của dân tộc này. Đó. Những điều này không phải chủ đề cần nói rõ nói kỹ trong cuốn sách này, tôi tính sẽ bàn đến trong một cuốn sách khác. Từ 4 chữ trời người hợp nhất, chúng ta có thể thấy được tầm cao của Đông y và trí tuệ của người xưa. Nội kinh nói cho chúng ta hay, nếu muốn bảo vệ sức khỏe và một cơ thể khỏe mạnh ấy, chỉ cần làm được một thứ, đó là trời người hợp nhất. Tôi cho rằng trời người hợp nhất không phải chỉ một động tác, một chi tiết trong cuộc sống, mà bao trùm mọi phương diện của cuộc sống. Thế nào là trời người hợp nhất? Chính là mọi hoạt động của con người đều phải giữ sự đồng nhất với đại đạo tự nhiên. Nghĩa là mặt trời lên thì đi làm, mặt trời lặn thì nghỉ ngơi. Ngày nay bạn đã làm được chưa? Người xưa khởi xướng, thứ nên ăn thì ăn, thứ không nên ăn thì không ăn. Bạn đã làm được chưa? Người xưa khởi xướng. Tôi thấy đa phần chúng ta chỉ còn lại một hành vi vẫn giữ được trời người hợp nhất, còn lại là đều đã thay đổi rồi. Đó là khi ở ngoài trời nóng thì mặc ít đồ, trời lạnh thì mặc nhiều đồ. Từ hành vi này bạn cũng có thể cảm nhận được tầm quan trọng của trời người hợp nhất. Nếu không thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Ví dụ khi trời nóng mà mặc nhiều đồ, lúc trời lạnh thì cởi trần, bạn cứ thử xem. Kể với bạn thêm một việc nữa, bất luận bạn có đồng tình với trời người hợp nhất hay không nhé, tự cơ thể của bạn chắc chắn sẽ tương ứng với trời. Có nghĩa là các cơ quan trong cơ thể như phổi, đường ruột, da và gan, vào các mùa khác nhau, trạng thái chức năng của chúng cũng khác nhau, thay đổi tùy theo sự biến đổi của thời tiết và khí hậu. Ví dụ như đến mùa hè nha, rất nhiều người đều nói rằng lỗ chân lông nở to ra. Trên thực tế không chỉ có lỗ chân lông đâu, mỗi cơ quan trong cơ thể bạn đều đã chuẩn bị sẵn sàng cho mùa hè, đều ở trạng thái tương đối mở, trao đổi chất được đẩy nhanh. Lúc cần đổ mồ hôi sẽ lập tức bài tiết mồ hôi ra. Nhưng biết bao nhiêu người đi ngược lại với trời người hợp nhất, chui đầu vào phòng điều hòa mà không khí lạnh lẽo trong phòng điều hòa nhanh chóng khóa chặt chức năng của rất nhiều cơ quan trong cơ thể của bạn. Vậy là bao nhiêu người bị đau khớp, đau nhức cơ bắp, thậm chí rất nhiều phụ nữ bị bệnh phụ khoa đều liên quan trực tiếp đến điều hòa không khí. Bởi vậy, từ vấn đề trời người hợp nhất có thể thấy rằng người xưa trí tuệ đến nhường nào, nhìn nhận cơ thể, tôn trọng sự sống, nhận thức tự nhiên từ một tầm cao như thế. Theo bạn, Đông y có thể nào thiếu khoa học được không? Có thể là thứ lừa bịp không có thật không? Thì nãy giờ tác giả đưa cho mình một số cái lập luận để chứng minh rằng là Đông y á là khoa học và Đông y không phải là lừa bịp ha. Đó, bằng cái nguyên tắc là trời người hợp nhất và đại đạo, có nghĩa là nó tồn tại độc lập, không bị phụ thuộc với ai hết trơn á. Đó, và trời người hợp nhất thì mới cho rằng là bây giờ cuộc sống của chúng ta đang đi ngược với quy luật rất nhiều. Đông y đã tới tầm cao của đạo,
tầm cao này quá cao đến mức hầu hết con người không hiểu được đông y, đến mức biết bao nhiêu người học đông y không thực sự hiểu được về nó. Đó. Đông y rất nhiều người bảo đông y không trị được bệnh, thật ra tôi lại muốn tin rằng không phải đông y không trị được bệnh mà là người học đông y chưa hiểu được đông y nên không chữa được bệnh. Cũng giống như tôi nói với rất nhiều người rằng đừng ăn thịt gà, tôi bảo họ đừng ăn thịt gà có vấn đề. Rất nhiều người sẽ hỏi ngược lại, thịt gà chẳng phải rất tốt sao, ít chất béo lại nhiều dinh dưỡng, sao lại không ăn? Tôi chỉ đành nói với họ rằng thật ra bản thân gà là thứ rất tốt, chỉ có điều cách nuôi gà của con người ngày nay không đúng, làm hỏng thịt gà. Không phải trách nhiệm của gà mà là trách nhiệm của con người, con gà nó vô tội. Cũng như vậy, cảnh giới của đông y cao hơn nữa thì cuối cùng phải do người bác sĩ học đông y trị bệnh cứu người thể hiện nó ra. Không thể hiện được nó ra là vấn đề của con người, không phải vấn đề của đông y. Và đông y đã đạt tới tầm cao của đạo, là thứ tuyệt đối không dịch chuyển theo ý chí con người mà là thứ vĩnh hằng, không thể vượt qua. Vì vậy mọi suy nghĩ muốn vượt qua khuôn khổ tư duy và khuôn khổ tri thức cơ bản của đông y á, để cải cách đông y, hiện đại hóa đông y đều thật là đáng buồn cười. Khi bạn muốn vượt qua đạo, chắc chắn đang ở bên dưới đạo. Bên dưới đạo là gì? Là thuật. Đông y đạt tới tầm cao của đạo cũng là môn khoa học thống nhất giữa đạo và thuật. Thuật dưới sự chỉ đường của đạo, đây là thành tựu cực kỳ xuất sắc. Dưới của đạo là thuật ha. Nếu chỉ có đạo mà không có thuật thì sẽ thành ra bàn việc nhà binh trên giấy. Chỉ có thuật mà không có đạo sẽ dẫn đến hành động mù quáng. Có nghĩa là cái thuật này giống như là làm, còn đạo này giống như là cái kiến thức, cái lý luận ha. Nếu mà cái có kiến thức có lý luận mà không đem ra làm thì nó giống như là nhà bàn cái việc đánh lộn, đánh nhà binh á, là chiến chiến đấu trên giấy ha. Chỉ có làm mà không có kiến thức sẽ dẫn đến hành động mù quáng đó, chúng ta hiểu như vậy nha. Đông y đạt tới tầm cao của đạo không có nghĩa là không cần phát triển thêm nữa, nó vẫn cần phát triển nhưng tiền đề dưới sự dẫn đường của đạo. Mọi thứ mang danh phát triển đều là phá hoại đông y, có nghĩa là nó đã hoàn hảo rồi đó cả nhà. Dùng từ hoàn thiện đông y hình tượng hơn, xác đáng hơn là phát triển đông y dựa trên tầm cao của đạo để hoàn thiện lý luận của đông y. Dưới sự dẫn đường của đạo mà hoàn thiện các kỹ thuật của đông y, đây là điều khó, không phải ai cũng có thể làm được. Bởi vì muốn thực hiện được nó, bạn phải có tư duy tầm cao của đạo với đã, có nghĩa là bạn phải hiểu được nó, phải hiểu được những cái lý luận của nó. Chỉ dùng tư duy của thuật là việc làm á, để thực hành và phát triển, nhất định sẽ biến đông y thành thứ y học của thuật thôi. Và có một người bạn là bảo rằng đừng tùy tiện đánh giá đông y, đợi khi nào chúng ta hiểu về đông y rồi hãy bình luận. Chúng ta mai mốt sẽ học cái này nha. Có thêm một câu nữa sẽ hay hơn: đừng tưởng rằng cách làm của bạn là phát triển đông y, khả năng lớn nhất của bạn là đang hủy diệt đông y. Đối với những người đang làm về đông y đó, tôi bất chấp rủi ro lớn để nói ra những lời này không phải vì điều gì cho mình, mà muốn lấy đó để thu hút nhiều hơn sự suy ngẫm và ngâm cứu của bạn. Khi mà thấy bác sĩ nói như thế này thì mọi người sẽ tưởng bác sĩ làm về đông y, nhưng không, bác sĩ làm về tây y là chính. Nhưng đã từng nghe có một có các chị khi mình chia sẻ về y học dinh dưỡng thì chị nói một câu như thế này: những người làm tây y thì hãy chê những người làm về đông y, người về đông y thì chê người làm tây y. Thì đến hồi mình mới nói là y học dinh dưỡng á, là do các bác sĩ làm cả đông y cả tây y người ta đều chia sẻ chứ không phải là bài trừ ai hết trơn á hả. Còn ở ngoài kia những người mà đang làm mà chê qua chê lại thì đó là người ta chưa hiểu gì về đông y đó ha. Rồi, làm tây y hơn 20 năm, tương đối hiểu về hệ thống kiến thức của tây y. Tôi cho rằng tây y là thứ y học của thuật, vẫn luôn dừng lại ở tầng thuật là làm thôi đó cả nhà. Làm theo thói quen và làm theo được là cái nghề dạy nghề đó. Chính vì luôn dừng lại ở tầng thuật
Nên dù bạn thấy bệnh viện ngày nay xây càng đẹp, máy móc càng tân tiến, nhưng những bệnh viện có thể chữa khỏi không hề tăng lên, vẫn chỉ là mấy loại đó. Các bệnh còn lại đều lực bất tòng tâm. Tôi cho rằng nguyên nhân cơ bản của nó là do Tây y là nền y học không có sự dẫn đường của đạo. Dẫn đến nhận thức của nó về cơ thể người thì không đủ sâu sắc. Cả nhà không đủ sâu sắc. Và toàn diện sự phát triển của Tây y trước nay đều dựa vào sự thúc đẩy của những thứ gọi là khoa học kỹ thuật. Đúng rồi ạ. Bởi vậy bạn sẽ thấy việc xét nghiệm cấp cứu ngoại khoa của bệnh viện phát triển rất nhanh, giá trị của Tây y cũng chỉ dừng lại ở đó. Còn kiểu như nội khoa thì phát triển không hề nhanh. Các khoa này lại càng dẫn đến sự dẫn đường của đạo mới có thể đột phá về lý luận. Trước giờ người ta cứ tưởng là bên Tây y là được học hành, được bằng cấp giấy tờ nhiều, có nhiều lý luận, nhưng không. Họ chỉ phát triển trong cái lĩnh vực về ngoại khoa như là chấn thương bầm dập hay nọ kia, công nghệ lắp ghép máy móc rồi thì may ra là ok ha. Còn về cái nội khoa thì chính là những cái bệnh mãn tính đó cả nhà. Nói những điều trên không phải bảo Tây y chẳng ra làm sao. Tôi cho rằng Tây y cũng có điểm mạnh của nó, điểm lớn nhất của Tây y là cứu thương chiến trường. Thậm chí tôi còn hoài nghi y học hiện đại sinh ra chính là ở trong thời chiến và phát triển lên. Có nghĩa là Tây y đã phát triển từ trong thời chiến và tiếp tục phát triển đến bây giờ. Cho nó sẽ bên lĩnh vực ngoại khoa họ làm rất tốt ha, chấn thương đồ này nọ kia. Nên bạn xem mãi cho tới tận bây giờ mấy việc mà bệnh viện biết làm vẫn còn bóng dáng của chiến tranh. Cấp cứu điểm mạnh nhất là cấp cứu vết thương hở. Ví dụ cấp cứu tai nạn xe, động đất, các sự cố khác, các phương pháp xử lý không khác gì xử lý người bị thương trong chiến tranh. Ngoại trừ các bệnh truyền nhiễm do virus ra thì điều trị các bệnh truyền nhiễm khác có nguồn gốc vi sinh vật như nhiễm khuẩn, nhiễm trùng nấm. Ngoại khoa trong Tây y trong đó có khoa sản hỗ trợ sinh đẻ cũng rất có giá trị, nhưng có rất là nhiều loại phẫu thuật tôi cho rằng không quá cần thiết. Các danh hạng mục xét nghiệm của Tây y cũng rất có ích, nhưng tất cả những thứ đó không thể che đậy được cho cái sự bó tay của Tây y đối với các bệnh mãn tính. Vì sao lại xuất hiện tình trạng đó? Nguyên do là từ sự lý giải chưa đầy đủ của Tây y đối với cơ thể của con người. Nguyên do là từ việc thiếu sự dẫn đường của đạo mà đi sai hướng. Cho nên xét ở tầng này, Đông y chỉ cần hoàn thiện, còn Tây y thì cần một cuộc cách mạng thay đổi phương hướng triệt để, trở về con đường phù hợp với quy luật bên trong của cơ thể. Vậy thì sao rất nhiều người cho rằng Tây y tân tiến hơn, khoa học hơn, còn Đông y thì không khoa học? Thật ra bởi trong nhận thức họ cho rằng phải có số liệu chính xác, có các kết quả thí nghiệm tỉ mỉ mới là khoa học. Đây chính là sự hiểu lầm về khoa học. Ít nhất những thứ đó không phải là tất cả của khoa học. Tôi cho rằng thứ gọi là khoa học không thể đánh đồng với sự chính xác. Khoa học cũng không đồng nghĩa với chân lý, khoa học càng không tương đương với tân tiến. Bạn có thể tra cứu tài liệu xem khoa học đã từng phạm phải bao nhiêu sai lầm, bỏ lỡ mất bao nhiêu người. Đúng không cả nhà? Quay về thời xa xưa đi, có rất là nhiều nhà khoa học khi khám phá được về thế giới này á, là còn bị xử xử tử luôn, giống như là Galileo nè đó ha, bao nhiêu sai lầm. Có những người mà nghiên cứu sai thì lại được tung hô, và những người mà nghiên cứu đúng thì lại bị xử hình xử xử tử cả nha. Mình có thể là tìm hiểu thêm thông tin này ha. Tôi nghĩ chúng ta trước tiên vẫn nên làm rõ khoa học đích thực là gì, sự tân tiến thực sự là gì. Đây mới là điều quan trọng nhất. Sự mơ hồ về khái niệm sẽ khiến loài người lún sâu vào hố bùn hủy diệt. Những vấn đề này tôi sẽ thảo luận kỹ hơn với bạn trong phần sau của cuốn sách. Dinh dưỡng học vốn dĩ là một môn khoa học trải rộng vô cùng. Tôi cho rằng sự uyên bác của nó, chúng ta đến dinh dưỡng học rồi cả nhà. Sự uyên bác của nó dường như không thể gói gọn bằng ngôn ngữ nữa. Nó thẩm thấu vào từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống của chúng ta. Mỗi hành động, mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười, mỗi suy nghĩ của bạn, mỗi sự việc xảy ra đều liên quan trực tiếp đến tình trạng dinh dưỡng cơ thể của bạn lúc đó. Một người có tình trạng dinh dưỡng tốt, tư duy trước sự việc sẽ càng tích cực, lạc quan, chủ động, càng dễ tạo lập mối quan hệ tốt với những người xung quanh hơn.
Còn bạn học tập không tốt, khả năng liên quan trực tiếp đến việc thiếu dinh dưỡng. Một trong các căn nguyên khiến con bạn gặp vấn đề trong việc giáo dục cũng có thể là do thiếu dinh dưỡng. Vì vậy, không làm rõ ý nghĩa của dinh dưỡng đối với cơ thể người là chúng ta đang âm thầm chịu tổn thất nặng nề. Cái này là Liên chia sẻ cả nhà mình một chút cảm nhận ha. Mấy bữa nay mình đi ở ngoài đường, mình thấy có rất là nhiều người á, người ta đi xe. Nhưng mà mình nghĩ là nếu mà trong trường hợp như vậy thì người ta sẽ phải xử lý xe theo cách khác, chứ không phải là đi trong một cái cách rất là mơ hồ. Ví dụ mình đi trên cái con đường dành cho người qua đường, mình đi bộ và lúc này mình đang xin đường để mình đi qua. Nhưng mà có những người họ đi qua và như nguyên tắc họ sẽ phải né mình hoặc họ sẽ đi chậm lại, nhưng không, họ vẫn cứ như vậy và họ đi ngang qua mặt của mình. Và mình nhìn thấy cái ánh mắt của họ rất là dạng giống như là không không có sự tập trung nhiều. Thì lúc này á, Liên nhớ là cái thời điểm ngày xưa mà Liên hay bị mắc cái chứng suy nhược thần kinh, suy nhược cơ thể đó. Mình đi ngoài đường á cả nhà, có những lúc mà mình đi trong cái tâm trạng là mình không chủ động trong cái vấn đề xử lý tình huống trên đường đâu nha. Và lúc này mỗi một cái sự việc xảy ra mình xử lý cực kỳ chậm. Sau khi sự việc đã xảy ra rồi á, thì sau đó mình mới đi trên đường mà mình ngẫm, chắc phải mất nửa tiếng sau mình mới ngẫm ra cái cách, lúc đó mình phải xử lý như thế này mới đúng. Thì Liên mới nhận ra rằng ngay cả trong lúc hôm qua mà Liên nhìn thấy một người mà đi ngang như vậy, mà thậm chí Liên thấy trên đường rất nhiều người đi xe một cách mơ hồ như vậy đó, thì bắt đầu mình mới nhớ lại cái thời điểm ngày xưa của mình mới nhận ra rằng đúng là cái thời điểm đó mình chưa dùng dinh dưỡng đó cả nhà. Cái não của mình nó xử lý cũng rất chậm luôn cả nhà. Và dường như là lúc đó cái cơ thể của mình nó cái gì nó cũng chậm hết, nó không đạt được đến cái tiêu chuẩn bình thường. Và bắt đầu mình mới cảm thấy mình may mắn vì mình đã đạt được cái sự minh mẫn này ở trong rất là nhiều tình huống và xử lý rất là nhanh nhờ là mình đã sử dụng dinh dưỡng bổ sung mất cả nhà. Chứ còn trước kia là cái tình trạng giống như những người hôm qua đi đường mà mình gặp, mình thấy là mình có trong đó luôn đó, nha. Và đang mọi người mà đang bị thiếu hụt dinh dưỡng là đang âm thầm chịu đựng một cái sự tổn thất nặng nề đối với cơ thể đó, chứ không phải đơn giản đâu. Sự sâu rộng của dinh dưỡng học rộng tới mức phóng tầm mắt nhìn mọi sinh vật trên địa cầu này đều liên quan đến vấn đề về dinh dưỡng. Chúng ta thường tô vẽ trái đất thành hình hành tinh vĩnh hằng hoặc ngập tràn sức sống. Thật ra bản chất sự vĩnh hằng của trái đất chính là sự tuần hoàn của dinh dưỡng. Hãy quan sát một thân cây lớn, mùa xuân hút chất dinh dưỡng từ trong lòng đất rồi đâm chồi nảy lọc. Mùa thu lá rụng xuống biến thành mùn, chất dinh dưỡng trong lá trả về với đất, lá rụng về cội mà. Cứ như vậy hết năm này qua năm khác, tuần hoàn lặp đi lặp lại. Đây có phải là sự tuần hoàn của dinh dưỡng? Đây là sự tuần hoàn chất dinh dưỡng của một thân cây. Còn với những sự tuần hoàn dinh dưỡng lớn chính là chuỗi thức ăn. Chuỗi thức ăn cực kỳ phức tạp, vẽ một sơ đồ đơn giản như hình 15 mọi người xem dưới chỉ là để cho thấy quy luật của sự tuần hoàn dinh dưỡng này mà thôi. Đất nè, vi sinh vật nè. Vi sinh vật sẽ tạo ra thực vật. Thực vật á, thì nó là thức ăn cho động vật. Động vật á, thì thải ra những vi sinh vật. Những vi sinh vật lại tiếp tục vào trong đất ha, rồi sẽ vào thực vật. Đây là sự tuần hoàn dinh dưỡng. Hoặc lấy một ví dụ khác từ chương trình Thế giới động vật, đài truyền hình quốc gia, có thể thấy thảo nguyên rộng lớn của châu Phi, cỏ dại hút chất dinh dưỡng từ lòng đất, mọc tùm tươi tốt, thu hút linh dương đầu bò tới ăn cỏ. Chất dinh dưỡng liền chuyển từ cỏ sang linh dương đầu bò. Linh dương đầu bò sảnh ra liền bị sư tử ăn thịt. Dinh dưỡng từ linh dương đầu bò chuyển sang sư tử. Vì bình thường là sư tử vì bị thương, bị bệnh, bị già đi mà chết, xác bị thối rữa trên mặt đất, lại trả dinh dưỡng về cho đất, cung cấp cỏ dại cho cỏ dại sinh trưởng. Một vòng tuần hoàn thật là hoàn mỹ, không thể không hề bị tổn thất một chút nào. Đây là quy luật bảo toàn và chuyển hóa vật chất cả nhà ha. Có nghĩa là vật chất không tự nhiên sinh ra, không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác, từ vật này sang vật khác mà thôi ha. Đó, nếu bạn muốn hiểu thế nào là sự phát triển bền vững, cứ nhìn vào thế giới tự nhiên sẽ biết. Chính nhờ vòng tuần hoàn hoàn hảo này đảm bảo việc cỏ dại mỗi năm khô héo một lần, đảm bảo bầy linh dương đầu bò sinh sôi nảy nở, bầy sư tử tiếp tục nối tiếp cái thế hệ này đến thế hệ sau. Bạn nghĩ xem, mọi sinh vật của giới tự nhiên sau khi chết đều trả chất dinh dưỡng lại cho đất, giống như đi mượn hay đi vay vậy, sau khi chết sẽ trả lại. Ở đây chúng ta gác các vấn đề văn minh mai táng sang một bên, chị nói về vấn đề dinh dưỡng giữa con người và tự nhiên. Tôi nói rằng có người sau khi chết không trả,
hoặc trả không đến nơi đến chốn như thiêu hoặc trả bằng cách thức không đúng. Vốn dĩ vay mượn từ lớp đất mặt của trái đất mà lúc trả lại chôn mình xuống sâu 2 mét, thậm chí sâu hơn. Con người thật sự nên suy nghĩ thấu đáo về việc mượn dinh dưỡng ở đâu thì trả lại ở đó. Nếu không, tình trạng tương lai sẽ rất nghiêm trọng. Bạn thử nghĩ xem, cả thế giới này mấy tỷ người, đây là kho dinh dưỡng khổng lồ đến mức nào, cũng có nghĩa là lớp đất mặt đã tổn thất bao nhiêu dinh dưỡng. Đúng là mình ăn rất nhiều ở nhà. Trời đất ơi. Nói đến điều này để bạn hiểu rằng dinh dưỡng quan trọng yên tâm đến mức nào ha. Nhưng hiện trạng của dinh dưỡng học thì không hề lý tưởng. Sự phát triển của nó đã lạc hậu đến mức nghiêm trọng cả về mặt lý luận lẫn trong ứng dụng thực tế. Ví dụ, dinh dưỡng học đến bây giờ vẫn còn đang nói với bạn rằng ăn cà chua có bao nhiêu lợi ích, hấp thụ được bao nhiêu vitamin C, canxi, lycopene, và nói với bạn rằng ăn một quả trứng sẽ cung cấp cho bạn bao nhiêu protein, vitamin nhóm B. Trên thực tế, những chủ đề này đều chẳng có ý nghĩa gì mấy, vì những số liệu đó đang nói về quả cà chua ngày nay hay cà chua của 30 năm trước. Bạn nói đến cà chua và trứng gà nuôi trồng ở Bắc Kinh hay cà chua và trứng gà nuôi trồng ở Lệ Giang, Vân Nam, là ở miền quê, ở thành phố đó cả nhà. Đó, bạn nói đến gà nuôi nhốt hay là gà nuôi thả, đều khác nhau phải không? Hiện nay đều đã thay đổi rồi. Lấy các kiến thức cũ để giảng giải những thứ đã thay đổi sẽ khiến rất là nhiều người lạc hướng. Đúng là như vậy. Bây giờ không có được lấy cà chua ra để nói nó có bao nhiêu chất dinh dưỡng nữa. Vì ngày xưa nó hút ở trong đất bao nhiêu loại chất dinh dưỡng, trong bao nhiêu lâu nó mới tích tụ được như đó. Mà bây giờ cà chua ngày nay thì đất thì đã biến chất bạc màu rồi, dùng các loại thuốc tăng trưởng nữa. Hiện nay Liên cũng chia sẻ cho cả nhà là Liên có hay theo dõi các chương trình về kinh doanh ở trên truyền thống, ở trên trên mạng mà người ta nói chia sẻ đó. Thì có cái chị này, chị kinh doanh rất là ok, chỉ là một thương lái, và sau đó chị phát triển thành một cái công ty mà chuyên xuất khẩu. Thì chị nói là ví dụ như khoai lang ngày xưa đi ha, trồng lên á xong rồi để hoài không hư, còn khoai lang bây giờ dùng các thuốc kích thích, thuốc tăng trưởng đó, đảm bảo chỉ sau 1 tuần mà bạn không có cái các chất bảo quản á, bạn để không nó cũng sẽ hư hết. Thậm chí không đạt được 1 tuần, 3 4 ngày đó. Cho nên là vì cái xuất khẩu đi nước ngoài, mặc dù nhu cầu của thế giới rất cao nhưng mà không xuất khẩu đi được, bởi vì là chỉ trong vòng vài ngày mà không có chất bảo quản là nó hư hết rồi đó. Chúng ta không thể sử dụng các cái chất dinh dưỡng trong thức ăn như ngày xưa để mà diễn tả cho thức ăn bây giờ được cả nhà nha. Hiện trạng thay đổi rồi, tất cả kiến thức cũ không thể để đánh đồng vào cái thời điểm bây giờ được. Dinh dưỡng học mà chúng ta tiếp xúc ngày nay đại đa số không đặt lên tầm cao của giới tự nhiên để nhận định tình hình, không thực hiện việc đứng lên tầm cao của giới vô cơ hữu cơ để phát triển bản thân, thậm chí còn không có tư tưởng và phương pháp phát triển của mình mà chịu sự ảnh hưởng nghiêm trọng của y học, lò dò bước đi phía sau y học. Dinh dưỡng học mà tôi thấy chịu ảnh hưởng quá sâu sắc của y học hiện đại, tự đánh mất phương hướng và giá trị của mình, trầm luân rồi trở thành một khoa học phụ trợ trong bệnh viện, thậm chí đến mức dinh dưỡng học quên mất rằng mình phải phục vụ con người, ủng hộ con người về mọi mặt. Thông qua giới thiệu và phân tích về đông y tây y, dinh dưỡng học cũng có thể gọi là dinh dưỡng học hiện đại á, tôi nghĩ bạn có thể nhận thức được nhất định ba ngành khoa học lớn này. Bạn sẽ phát hiện ra đông y rất giỏi, có tầm cao, đạt tới tầm cao của đạo, đúng đắn về mặt phương hướng, còn dòng y học kết hợp giữa đạo và thuật. Nhưng đông y cần phải hoàn thiện, vì vào thời kỳ đông y cực thịnh không có xe hơi, ngay cả xe đạp cũng không có, không có công nghệ hóa học, không có sự ô nhiễm nghiêm trọng như ngày nay, cũng không có cảnh nuôi trồng thuốc đông y một cách nực cười vậy. Nên đông y cần đi cùng với thời đại, có nghĩa là phải hoàn thiện cả nhà. Đông y và dinh dưỡng học có rất nhiều điểm tương đồng, thực dược đồng nguyên mà. Thậm chí tôi cho rằng nhìn từ góc độ dinh dưỡng học, đông y còn có khả năng rất lớn thuộc về dinh dưỡng học. Bạn thấy những loại đồ bổ cao cấp được nhắc đến như nhân sâm, đông trùng hạ thảo, nhung hươu, kêu ong, những thứ được gọi là đồ bổ cao cấp này chẳng phải cũng là thuốc đông y hay sao? Hơn nữa còn là hàng thượng phẩm trong thuốc đông y. Giống như phía trước có nói, tính bất định của thuốc đông y cũng hạn chế sự phát triển của đông y. Vì vậy, đông y cần sự hoàn thiện về mặt thuật là làm á. Đông y còn chứa rất là nhiều nội hàm của y học. Nè.
Đông y và dinh dưỡng học có sự tương đồng, có thể dung hòa. Đông Tây y kết hợp cùng phát huy ưu thế của y học sẽ mở ra cục diện hoàn toàn mới về việc tự bảo vệ sức khỏe của loài người. Sự dung hòa của ba ngành kể trên không phải là sự kết hợp hoặc tích hợp đơn giản, càng không phải là sự ghép nối nhân tạo, mà nó phải là sự hòa trộn tự nhiên khi cùng một cảnh giới. Trong quá trình hòa trộn, cả ba sẽ không ngừng sáng tạo, không ngừng loại bỏ cái sai, giữ lại cái đúng, cuối cùng sẽ hình thành một hệ thống lý luận hoàn toàn mới. Tôi gọi đó là y học dinh dưỡng. Vậy chúng ta nên hiểu y học dinh dưỡng chính là sự hòa trộn tự nhiên của ba ngành Đông y, Tây y và dinh dưỡng như cả nhà nha. Đó, không phải là phép cộng thông thường, mà là sản phẩm sau khi hòa trộn và lên men của ba ngành khoa học lớn ở trên sẽ trở thành bộ lý luận về bảo vệ sức khỏe con người. Cuốn sách này chính là bộ sách đầu tiên về hệ thống lý luận về y học dinh dưỡng. Tôi thường nghĩ một vấn đề, vì sao những cuốn sách như Nội Kinh, Đạo Đức Kinh, Kinh đã truyền đọc suốt 2-3 nghìn năm, thậm chí lâu hơn, vẫn còn nhiều người ghiền đọc và trở thành tác phẩm bất hủ như vậy. Sau này tôi đã hiểu chúng được người đời truyền đọc mãi mãi. Trong đó nói về đại đạo, cái đạo của tự nhiên vận hành độc lập là vĩnh hằng. Trước khi loài người xuất hiện, trái đất này đã tuân theo đạo của tự nhiên, vận hành mấy tỷ năm rồi. Sự bất hủ của Nội Kinh là nó nói về đạo của cơ thể con người. Đạo cơ thể người là một phần trong đạo của tự nhiên, nói cách khác là biểu hiện của đạo của tự nhiên trên cơ thể người. Nội Kinh nói về đạo của cơ thể người, mà đạo cơ thể người không thay đổi. Nội Kinh mãi giữ những ý nghĩa dẫn đường cho việc tự bảo vệ sức khỏe của con người. Ngay đây chúng ta phải hiểu về cơ thể của mình. Các cái Nội Kinh đó là thường nói về mạch, về huyệt đó cả nhà. Mình đi đi điều trị Đông y, mình thấy mình đau bên tay bên này, nhưng người ta lại cứ bấm cái huyệt ở chỗ nào á, xong mình mới kêu là đâu phải đâu, tôi đau bên này mà. Nhưng đâu có biết là họ đã đọc và họ hiểu á, là cái huyệt chỗ nào sẽ quyết định cái phần cái tay của mình chẳng hạn ha, nó sẽ không ở cùng một chỗ. Tổn thương, phục hồi, nguyên liệu, chất dinh dưỡng. Tôi cho rằng trong tương lai sẽ có vô số người trên thế giới nghiên cứu về chín chữ này. Trong chín chữ này bao hàm đại đạo của cơ thể con người. Theo chuỗi tổn thương, phục hồi, nguyên liệu, chất dinh dưỡng có phải là quy luật vận hành của cơ thể người không? Hãy nhìn môi trường mà chúng ta đang sống. Cơ thể chúng ta không thể nào không chịu tổn thương. Chịu tổn thương cũng không sao, vì cơ thể chúng ta biết cách sửa. Nhưng lấy gì để sửa chữa? Lấy nguyên liệu. Thì nguyên liệu đó là gì? Chất dinh dưỡng chính là nguyên liệu của chúng ta. Đây cũng là quy luật vận hành của cơ thể người, cũng là đạo của cơ thể người, không dịch chuyển theo ý chí của con người. Cho nên dinh dưỡng học cũng là một cái loại đạo luôn ha, mà trước giờ chúng ta không có hiểu về nó thôi. Thì cái phần hôm nay Liên đã chia sẻ xong với cả nhà của mình, cho cả nhà mình hiểu thế nào là Đông y, thế nào là Tây y, và thế nào là dinh dưỡng học ha, và y học dinh dưỡng. Thì Đông y á thì được có rất là nhiều người đã từng yêu cầu loại bỏ Đông y và cho rằng nó lừa bịp, nó không khoa học. Tuy nhiên trong cái tác phẩm này thì tác giả nói là Đông y á nó là một cái đại đạo ha, nó không có chịu sự chi phối của ai hết, và nó có một cái khối kiến thức khổng lồ đến mức mà những người làm Đông y có thể còn không hiểu, thì những người ở ngoài chúng ta không hiểu nó là đúng rồi ha cả nhà ha. Đó đó là Đông y. Và cái việc Đông y thì chỉ cần hoàn thiện hơn thôi, chứ còn nó đã quá hoàn hảo rồi, nó đã quá tốt rồi. Kiến thức của nó là cái thứ nhất, nó đi theo cơ thể của con người. Mọi người đi vô học Đông y sẽ thấy rồi, các mạch ở trên cơ thể của mình, các cái huyệt ở trên cơ thể của mình họ nghiên cứu kỹ lắm. Đó. Còn cái thứ hai về Tây y, Tây y ấy thì bác sĩ có nói là Tây y có sự phát triển khoa học công nghệ rất là ok, nhưng mà đa phần giống như là nó hình thành, nó đi từ chiến tranh mà nó phát triển lên. Cho nên những cái mà Tây y làm tốt là những cái vấn đề về ngoại khoa, là những vấn đề về vết thương hở giống như trong chiến tranh đó cả nhà. Đó, và những cái vấn đề giải quyết như virus chẳng hạn. Đó là những cái bệnh cấp tính đó cả nhà ha. Còn bệnh mãn tính, những cái vấn đề nội khoa thì Tây y còn đang thiếu lý luận rất là nhiều về cơ thể con người. Đây y chủ yếu giống như là làm thôi,
là liên quan đến cái việc mà sửa chữa ở bên ngoài thôi thì có thể làm được, còn những cái mà tổn thương từ bên trong thì Tây y cơ bộ là phải 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 có một cái hệ thống lập luận, phải có thiếu, đang thiếu rất nhiều ha. Còn về dinh dưỡng học thì chúng ta sanh ra là chúng ta chỉ cần biết ăn thở không mà chúng ta đã tiếp cận với dinh dưỡng rồi. Mà dinh dưỡng thì nó uyên thâm, nó cực kỳ uyên thâm đó, nhưng mà tình trạng của dinh dưỡng học thì không hề lý tưởng ha, vì người ta không có coi trọng nó lạc hậu đến cả về mặt lý luận lẫn ứng dụng trên thực tế. Và hiện nay với sự phát triển của khoa học hiện nay sự thực tế cuộc sống hiện nay thì những loại thức ăn mà mình ăn thực tế bây giờ nó đã quá lạc hậu so với ngày xưa rồi, mình không thể nào đồng nhất thức ăn một quả trứng gà của ngày nay với 30 năm trước được ha. Cái cây cối cũng vậy, mình không thể ăn một trái cà chua vào thời điểm giờ và đánh giá nó có chất dinh dưỡng giống như ngày xưa được đó. Cho nên nó hả là dinh dưỡng học cần phải đặt lên tầm cao hơn, và y học dinh dưỡng chính là sự kết hợp hòa trộn giữa đông y, tây y và dinh dưỡng học á. Thì đây không phải là phép cộng thông thường mà là sản phẩm sau khi hòa trộn lên men của ba ngành khoa học lớn á, để trở thành một bộ lý luận về bảo vệ sức khỏe của con người. Ok, đây chính là cái phần chia sẻ của tác giả về đông y, tây y, dinh dưỡng học và y học dinh dưỡng. Cả nhà mình có ai có chia sẻ hay là có câu hỏi gì thì nhà mình cứ đặt lên đây nha. Em thấy hai 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 tay giơ lên, mời chị Điền. Ok chị Điền, chia sẻ đi chị Điền ơi. Chào cả nhà, chào cô Thủy, chào Liên. Mình tên Mỹ Điền, thì hôm nay mình nghe Liên đọc quyển sách này rất là hay. Mình chỉ nói về hai điểm về Tây y và Đông y. Cảm ơn Liên đã đọc quyển sách này. Thì điểm mình nói về Tây y thì mình nghe cái khúc này mình rất là hay. Thì điểm mạnh nhất của ngành Tây y là cứu thương chiến trường, là để cấp cứu, nhất là cái bệnh về vết thương hở, ví dụ như là bị tai nạn xe hay là các bệnh truyền nhiễm do virus, về bệnh truyền nhiễm do có nguồn gốc từ vi sinh vật như là nhiễm khuẩn, nhiễm trùng, nấm, và hỗ trợ về khoa sản sinh đẻ. Đó là cái điểm mạnh của Tây y. Còn về dinh dưỡng á, thì mình thấy cái chỗ này tổn thương phục hồi nguyên liệu chất dinh dưỡng, thì mình cho rằng trong tương lai thì sẽ có vô số người trên thế giới nghiên cứu về chính chữ này, trong chính chữ này bao hàm đại đạo của cơ thể con người chúng ta. Bây giờ theo bạn thì chủ yếu là tổn thương phục hồi nguyên liệu chất dinh dưỡng có phải là nguyên lực vận hành của cơ thể người không? Thì hãy nhìn vào môi trường mà chúng ta đang sống. Cơ thể chúng ta không thể nào không chịu tổn thương, và chịu tổn thương cũng không sao vì cơ thể chúng ta biết cách sửa chữa. Nhưng mà lấy gì để sửa chữa? Lấy nguyên liệu. Nguyên liệu là gì? Đó là chất dinh dưỡng, chính là nguyên liệu của chúng ta. Thì đây cũng là nguyên lực vận hành của cơ thể người, cũng là đạo của cơ thể thể người, không dịch chuyển theo ý chí của con người. Thì mình áp dụng hai câu này, một là Tây y mà hai là cái Đông y. Cái hai câu này rất là hay, mình xin Hay đọc quá lại chị Điền. nha. Vâng, cả nhà. Ok, cảm ơn chị Điền. Em thấy chị thấy giơ tay nè. Là hay luôn, cảm ơn Liên, cảm ơn Điền, quá tuyệt vời. Chính ra chúng ta cần đọc cái chương này để chúng ta định nghĩa rõ là Tây, Đông y và y học dinh dưỡng là gì. Thế thì mình chỉ bổ sung thêm cái vấn đề mà trong chương sách này chưa nói tới thôi. Liên Còn ơi, vấn đề Liên trong có chương Huyền sách. Huỳnh chia sẻ kìa. Dạ, em thấy dạ, chị Hiền mới vừa giơ tay, chị Thủy để cho chị Hiền chia sẻ trước ạ. Chào cả nhà, chào chị Thủy, chào cả nhà. Cho Hiền hỏi một tí thôi.
cái phần có cái phần cái đoạn của chương 143 đó. Cái đây là về vấn đề dinh dưỡng giữa con người và tự nhiên đúng không? Tôi cho rằng là có người sau khi chết không con người không trả hạt trả không đến nơi đến chốn á, nhưng mà đúng rồi, cái cao mà trả không đúng, vốn dĩ là vay mượn từ đất đó, từ trái đất, mà lúc trả lại chôn xuống là sau là ba mét thậm chí là sao hơn, thì con người nên suy nghĩ thấu đáo về mượn dinh dưỡng ở đâu thì trả lại ở đó. Thì cái cao này hiện không hiểu là hồi xưa giờ mình là vẫn như vậy đúng không? À, nhưng mà cái này họ nói là trả không đúng, nếu mà tình trạng tương lai sẽ rất là nghiêm trọng, tại vì cái số lượng mà tỷ tỷ người á, hay là cái kho dinh dưỡng nó khổng lồ. Thì cái câu này hiện đơn nghi vấn, không lẽ là giờ bây giờ như mình là chất dinh dưỡng, mình lái từ có cái nguồn tự nhiên như vậy, mà tại sao mình trả nó theo quy luật, thì mình sẽ làm như thế nào đây để theo đúng cái đây? Thì cái câu này nó còn rất là mơ hồ, cho nên thật ra là nguyên tắc đó là về cơ bản á, thì ổng có nói ở đây mình không có bàn về vấn đề mai táng. Không có bàn về vấn đề mai táng, có nghĩa là thật ra mai táng hiện nay là đang làm đúng rồi, nhưng mà chúng ta đang đi ngược cái quy luật, có nghĩa là chúng ta lấy cái dinh dưỡng ở tầng mặt thì chúng ta phải chôn, là không được chôn sâu, chôn ở tầng mặt thì để mà cho cây cối nó lấy chất dinh dưỡng ở đó, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là đem đi 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 thiêu á thì không trả lại được. Nhưng mà Liên nói sơ cả nhà, giúp thường thường đi thiêu á, nó sẽ có hai phần, phần tro phần cốt. Cái phần tro đó là chúng ta sẽ đem đi ra ngoài chúng ta trải, thì thật ra cũng là vật chất chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác. Mọi người thấy đang được những cái đồ vật, những cái cây củi được đốt đi và sau đó họ dùng tro để họ làm phân không ạ? Rất là ok mà. Cho nên là kiểu gì về quy luật, về bảo toàn, về vật chất cũng như là chuyển hóa ha, có nghĩa là nó sẽ chuyển từ dạng này sang dạng khác mà thôi. Thì nếu mà khi mà đi tro thì mình thường hay đi rải cả nhà, đi rải tro. Và mọi người thường hay rải tro thì đi rải ở ở trên các cái cầu á, các cái nơi mà có nước á, để cho cái người ra đi mát mẻ, thường là như vậy. Nhưng thấy như vậy thì kiểu gì nó cũng sẽ trở thành phù sa bồi đắp, cho nên không mất đi đường nào hết về quy luật. Rồi ok, cảm ơn Hiền. Còn đây là chỉ là ý kiến của một người thôi. Đó là Hiền để thêm, mổ xẻ thêm để cái câu được nghe nó hợp lý rõ ràng. Cảm ơn Liên. Ok, cảm ơn chị. Rồi, mời chị thấy. Cái vấn đề của Hiền là Hiền nghĩ rất là sâu, nhưng mà mình chẳng chạy khỏi trái đất nào đâu. Nó lòng vòng, nó vẫn ở trong cái trái đất này, và cuối cùng nó vẫn trả về trái đất thôi. Nếu trừ khi nào mình đem cái hài cốt của mình thiêu đi xong, thì bây giờ khoa học nó hiện đại tới mức nó bắn lên hành tinh khác á, thì cái đấy nó sai quá. Thì mình chưa làm được điều đó, nên cuối cùng mình cũng đem cho cốt mình cũng trải về với đất thôi. Thế như này là cũng không đấy, đi sâu về cái mai táng này. Mà ở đây là theo quy luật là mình không thể nào mà lái mà không trả. À, đúng rồi. Mình vẫn trả nhưng trả theo cách khác. À. Rồi ok, thế thì bây giờ là mình đi về vấn đề này, tại sao chúng ta lại uống wellness, uống dinh dưỡng mà chúng ta lại khỏe mạnh được. Thì cái vấn đề này trong sách không nói, thì mình tức là mỗi cái bộ óc trên trái đất này nó có cái sự cộng hưởng với nhau. Ví dụ như giáo sư tiến sĩ Hương Đào đã phân tích cho chúng ta rất là hay, nhưng ngoài ra chúng ta cũng có những tri thức mà chúng ta đã thu lập được, thì nó sẽ đúc kết lại và chúng ta thêm vào trong cái cuốn sách này nữa. Ví dụ đơn giản này, phân tích về Tây y, về Đông y và y học dinh dưỡng, thì giáo sư phân tích rất hay ở cái đây là sự kết hợp hoàn hảo giữa ba cái ngành y học này, ba cái phương pháp chữa bệnh này vào với nhau. Thế thì tại sao cái dinh dưỡng học của mình, cái wellness của mình mà bây giờ chúng ta đang được sử dụng nó lại hiệu quả đến như thế? Thì chúng ta phải đưa cái vào, nó rất là thực tế mà trong sách mình chưa nói đến, thì chúng ta bổ sung thêm vào. Chúng ta hiểu này, y học dinh dưỡng đúng của Tây y đúng không? Của phương phương Tây đúng không? Của châu Âu đúng không? Nhưng tại sao nó lại hiệu quả đến như vậy? Chính ra nó kết hợp giữa Tây y và Đông y. Ví dụ đi, Đông y thì là dùng các loại thuốc đông trùng hạ thảo, các thứ bồi bổ cho cơ thể, rồi bấm huyệt, rồi thông đả các cái kinh mạch trong cơ thể, đả thông các cái kinh mạch trong cơ thể. Đấy là Đông y. Thế còn Tây y thì là để các cái nghiên cứu hiện đại, để cấp tốc, để mà nghiên cứu cái gì cũng bằng bằng chứng khoa học và có thử nghiệm lâm sàng thì mới được đưa chứng minh bằng cái đó, thì mới được kết luận. Thế thì
Thế thì cái y học dinh dưỡng này cực kỳ hay nha. Kết hợp giữa Tây y và Đông y là gì nào? Tức là y học Đông y thì đông trùng hạ thảo rồi, nhau thai cừu rồi, nhân sâm rồi, mật ong rồi, collagen, tất cả cái gì để đưa vào cơ thể. Nhưng nó lại có một cái này như thế này này. Chẳng biết liều lượng như thế nào là đúng, chẳng biết cơ thể cần bao nhiêu vitamin khoáng chất. Thì cái y học dinh dưỡng là lấy các cái thực phẩm từ tự nhiên, từ rau củ quả, từ có thể là các loại dinh dưỡng cao cấp, nhưng người ta kết hợp với Tây y ở chỗ nào cả nhà có biết không? Tức là người ta nghiên cứu trên cơ thể con người. Mình ví dụ như là nghiên cứu 8 năm trời của giáo sư Sittin để đưa ra wellness. Thì ở đây ông đã nghiên cứu rất là kỹ về 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 dinh dưỡng, về về vi lượng và đa lượng. Thì ông đưa các chất dinh dưỡng vào cơ thể con người, nhưng nghiên cứu dựa trên tế bào cơ thể cần ở dạng cân bằng. Một ngày cần bao nhiêu vitamin khoáng chất, một ngày cần bao nhiêu chất đạm, chất bột đường, chất béo, chất xơ ở dạng đạm, thì đạm ở chất lượng cao, chất đạm, chất bột đường ở các cái chất đấy ở chất lượng cao, nhưng ở dạng cân bằng cơ thể, dễ hấp thu và đi vào tế bào nuôi cơ thể. Đó, ở cái dạng mà cơ thể cần nhất. Có nghĩa là một ngày uống một lạng đông trùng hạ thảo nhưng chẳng biết nó có bao nhiêu vitamin A, B, C, D, đồng, cao, sắt, kẽm, xi-nen, magie, rồi thì canxi, rồi vitamin nhóm B như nào, không có cân bằng được. Cho nên là chúng ta cứ đi theo, chúng ta thấy ăn cái nào tốt là chúng ta ăn, và cuối cùng con người vẫn bệnh rất nhiều và chết. Nhưng tại sao uống wellness thì lại là sống? Tại vì người ta nghiên cứu. À, cơ thể con người một ngày cần bao nhiêu đạm tốt, cần bao nhiêu chất béo, chất bột đường, bổ sung bữa ăn thì bổ sung được bao nhiêu phần trăm, và uống thêm cái này thì bổ sung được bao nhiêu phần trăm. Rồi một ngày chúng ta uống một cái gói viên này, tại sao lại đạt kết quả đến mức mà uống một combo wellness thôi mọi bệnh tật có thể lùi ra? Tại sao nó như thế? Là tại vì nó nghiên cứu ở dạng cân bằng. Một ngày cơ thể cần bao nhiêu vitamin A, vitamin B, trong này chứa 12 vitamin và 10 khoáng chất tổng hợp trong một cái viên như thế này. Chúng ta ăn 1 gram, 100 gram thịt bò được bao nhiêu sắt? Thế thì chúng ta phải chắt lọc, rồi cơ thể làm việc nó rất là mệt mỏi, thì người ta tinh chế trong cái này ở dạng cân bằng. Đó, 12 vitamin và 10 khoáng chất cân bằng để giúp cho cơ thể bổ hấp thu một cách tự nhiên. Và ngoài ra đất của Việt Nam bạc màu thì ở châu Âu người ta bảo vệ môi trường đến nỗi mà không khí sạch, nước sạch, rồi đất sạch, tất cả một cái nước mà châu Âu phát triển hàng đầu thế giới như Thụy Điển, các nước nước Bắc Âu có nền, có một cái mức sống hạnh phúc nhất trên thế giới, họ mới làm được cái điều này. Và họ là cái nơi ngừa lơi, cái đất nước mà bảo vệ thiên nhiên hàng đầu trên thế giới. Một đất nước nào trên trái đất này mà có thể bảo vệ thiên nhiên được thì họ sẽ ủng hộ về cái đó rất là nhiều. Thế thì chúng ta là may mắn là chúng ta chưa được sống trên trái đất này, có rất nhiều các cái vị trí địa lý khác nhau. Chúng ta không được sống ở một đất nước Thụy Điển có những cái con người phát triển trước, đi trước người ta bảo vệ thiên nhiên đến như vậy. Và chúng ta đang ở một cái nơi có nền khoa học phát triển thấp. Bây giờ tôi cứ làm cái gì tôi kinh doanh, miễn tôi có lợi cho tôi và tôi chưa bảo vệ được môi trường chung. Và 100 năm sau nữa Việt Nam mình cũng sẽ tiến tới làm bảo vệ môi trường giống như Thụy Điển. Nhưng chúng ta đang sống ở cái 100 năm này thì chúng ta đã được biết đến dinh dưỡng của một đất nước Bắc Âu, và kết hợp giữa Tây y, giữa hiện đại, giữa y học hiện đại, là khoa học, là máy móc, là thiết bị, là nghiên cứu, là thử nghiệm lâm sàng, cộng với những cái thực phẩm tự nhiên giống như của Đông y. Nhưng tôi không phải là tôi đưa vào người, tôi bảo đông trùng hạ thảo tốt nằm uống đi, tôi bảo nhau thai cứu tốt nằm uống đi, tôi bảo là mà không có nhé, ở đây còn đi từ thực vật thôi. Tôi bảo là bạn là nhân sâm tốt nằm uống đi, mà tôi phải nói như thế này này, cái thành phần này tốt nằm uống đi, trong này có bao nhiêu vitamin A, bao nhiêu vitamin B, bao nhiêu vitamin C, bao nhiêu canxi, bao nhiêu kẽm, bao nhiêu đồng đó. Cái sự đấy là kết hợp giữa y học, giữa giữa Tây y và Đông y là như vậy. Và chính xác trong cuốn sách này thì cho chúng ta biết được đó là sự kết hợp hoàn hảo giữa Đông y và Tây y để ra y học dinh dưỡng, nhưng chưa nói được cụ thể. Nhưng tại vì là làm sao mà đầy đủ được, giáo sư bác sĩ Vương Đào là một bộ óc trong trái đất này,
là một trí tuệ trong nhân loại này, chúng ta phải thêm vào đó chứ, cộng hưởng vào đó chứ. Thì đấy là chúng ta học thêm về wellness của châu Âu, của Thụy Điển. Thì đấy là cái trí tuệ chúng ta được cộng hưởng thêm vào để chúng ta đưa ra cái giải pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề sức khỏe cho chính bản thân mình, cho gia đình mình, cho cộng đồng sống chung quanh mình. Đấy là một phần cộng hưởng, một phần đóng góp trong xã hội này vào ngành y học dinh dưỡng. Cho nên chúng ta hãy trở thành chuyên gia trong ngành này, chúng ta hãy học về y học dinh dưỡng. Chúng ta đọc những cuốn sách này, đừng có đọc lướt, đọc đi đọc lại và nghiên cứu kỹ ra. Rồi chúng ta học về wellness và chúng ta lấy giải pháp đó để giúp cho bản thân gia đình mình khỏe mạnh. Thì đấy là cái thực tế nhất. Và trong cái ngành kinh doanh của chúng ta có phải là kinh doanh cái giá trị, đem nhân rộng cái giá trị tốt đẹp, thì chúng ta hãy hiểu sâu về nó. Đây là sự kết hợp giữa Đông y và Tây y. Vậy thì chúng ta hãy trở thành chuyên gia trong ngành này và lan tỏa nó một cách mạnh mẽ hơn nữa để giúp cho cộng đồng sống chung quanh chúng ta khỏe mạnh. Thì đấy là một điều tuyệt vời mà chúng ta nên làm. Cảm ơn Liên, cái chương sách rất là tuyệt vời. Ok, cảm ơn chị Thủy với cái sự bổ sung rất là hay. Bây giờ chúng ta đã 6 giờ 8 phút rồi, chúng ta đã hết giờ rồi. Cho nên là ngày hôm nay chúng ta sẽ kết thúc cái buổi đọc sách ngày hôm nay cả nhà. Rồi, chúng ta phải đi tập.